Thưa quý vị, thưa các bạn, quy hoạch điện 8 đang được Bộ Công Thương hoàn thiện với những nhiệm vụ quy hoạch hạ tầng phát triển điện lực quốc gia. Đây là yêu cầu về quy hoạch có tính hệ thống rất cao, cần phải có sự gắn kết chặt chẽ với quy hoạch các ngành khác như là than, dầu khí, tài nguyên, môi trường, giao thông, không gian đô thị, v.v. Quy hoạch điện 7 và quy hoạch điện 7 điều chỉnh đã được đưa vào triển khai, thực hiện được gần 10 năm. Nhìn chung, tình hình thực hiện quy hoạch đạt được nhiều kết quả tốt, đáp ứng cơ bản nhu cầu phụ tải với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm khoảng 10,5% một năm. Hệ thống điện được vận hành ổn định, an toàn và tin cậy, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước. Tổng sơ đồ quy hoạch điện 8 đang xây dựng sẽ tháo gỡ những khó khăn, những điểm còn yếu và thiếu quy hoạch của điện 7 và điện 7 điều chỉnh chưa thực hiện được. Bộ Công Thương cho rằng cái tổng sơ đồ 8 này mà chúng ta đang xây dựng thì sẽ phải giải quyết và đạt được một số những cái yêu cầu và những cái mục tiêu rất quan trọng. Trước hết ấy, đó là để đảm bảo cho yêu cầu là có một cái tổng sơ đồ hoàn chỉnh và có cái tính dự báo cũng như là có cái tính pháp lý cho cái việc tổ chức triển khai thực hiện để đảm bảo cái cân đối cung cầu điện và yêu cầu phát triển của đất nước. Vì vậy chúng ta phải tập trung để bổ sung trong cái quy hoạch, xây dựng trong cái quy hoạch đó một cơ cấu của nhiệt điện khí là ngày càng lớn mạnh và có cái khả năng năng lực để đảm bảo được cái yêu cầu phát triển của đất nước, nhưng đồng thời vẫn phải có một cái cơ cấu điện phù hợp với các nguồn điện khác bao gồm nhiệt điện than, thủy điện rồi năng lượng tái tạo để đảm bảo được một cái cơ cấu hợp lý giữa cái yêu cầu phát triển với lại cái mục tiêu đảm bảo những cái chính sách về an sinh xã hội, đặc biệt là đảm bảo cái nhu cầu đời sống của nhân dân. Trong gần 10 năm qua, sản lượng điện đã tăng hơn 2,3 lần, từ 101,4 tỷ kWh vào năm 2010 lên gần 245 tỷ kWh vào năm 2020. Hiệp hội Năng lượng Việt Nam cho biết, sản lượng điện của Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng nhanh với tốc độ trung bình 5,6% một năm, từ 245 tỷ kWh năm 2020 lên 950 tỷ kWh vào năm 2045. Mặc dù tỷ lệ sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong sản xuất điện dự báo giảm, nhưng các nguồn nguyên liệu hóa thạch than và khí đốt vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Điều này sẽ gây áp lực lên nguồn tài nguyên thiên nhiên đang cạn kiệt. Do đó, việc phát triển năng lượng tái tạo cần được quan tâm để phát triển nhanh trong thời gian tới. Hiện xu hướng của năng lượng tái tạo đang phát triển rất nhanh, giá thành liên tục giảm do công nghệ phát triển đáp ứng nhu cầu điện cũng như phát triển bền vững. Theo tính toán, trong giai đoạn 2020-2030, tổng công suất nguồn của hệ thống sẽ tăng thêm 80.000 MW so với 60.000 MW đang có. Một cái nội dung rất quan trọng khác trong cái tổng sơ đồ 8 mà chúng ta cũng phải đặt ra là như là một nhiệm vụ trọng tâm và ưu tiên, đó là cái câu chuyện về vấn đề về bảo vệ môi trường và gắn với phát triển bền vững. Càng loạt các cái nguồn điện, kể cả từ điện tái tạo, bao gồm cả thủy điện nhỏ và vừa, rồi điện gió, điện mặt trời, là những nguồn điện tương đối sạch và tiền nguồn điện thân thiện với môi trường, cũng bản thân hàm chứa rất nhiều yếu tố về môi trường mà chúng ta phải tính đến. Nhưng các cái nguồn điện truyền thống khác như là nhiệt điện, rồi thủy điện lớn, nhiệt điện khí bao gồm nhiệt điện khí, nhiệt điện than, rồi các cái điện sinh khối, v.v. thì cũng đều đặt ra những cái bài toán rất là nghiêm túc cho các cơ quan quản lý trong các cái đề án, như cho những cái thực thi cái tổng sơ đồ 8. Và chính vì vậy, thì như tôi đã nói, với cái tinh thần của nghị quyết 55 của Bộ Chính trị mới ban hành, thì chắc chắn là tinh thần đó và những cái nội hàm mới đó phải được cập nhật và cụ thể hóa trong cái tổng sơ đồ 8 liên quan đến các cái vấn đề về phát triển bền vững và dựa trên bảo vệ môi trường một cách hữu hiệu. Hiện nay thì quy hoạch điện 8 đang được các đơn vị tư vấn nghiên cứu xây dựng. Các cái cơ cấu nguồn điện tối ưu thì đang được nghiên cứu và hoàn thiện. Chúng tôi chưa có cái kết quả cuối cùng. Tuy nhiên dự kiến rằng thì các cái nguồn năng lượng tái tạo sẽ được tăng cao hơn so với các cái dự báo trước đây cho giai đoạn 2025-2030 và nó có thể đạt được đến mức khoảng 25% vào năm 2030. Nếu như cái sự tham gia đầu tư vào năng lượng tái tạo của các nhà đầu tư nước ngoài ngày càng nhiều hơn vào trong lĩnh vực năng lượng tái tạo thì cũng có những cái ảnh hưởng nhất định đến việc đảm bảo an ninh năng lượng. Tuy nhiên chúng ta cần phải quan tâm lựa chọn những cái địa điểm để phát triển các cái dự án năng lượng tái tạo ngay từ khâu quy hoạch, tránh vào những cái vị trí nhạy cảm có thể ảnh hưởng đến việc an ninh quốc phòng.
Quy hoạch điện 8 được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, đến nay đã cơ bản hoàn thành. Các thách thức về biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, cạn kiệt tài nguyên đã đặt ra yêu cầu về việc bảo đảm cân đối năng lượng quốc gia để phát triển kinh tế xã hội. Sơ đồ điện 8 có thể nói một cách tóm tắt là thời kỳ của năng lượng tái tạo, chủ yếu là gió và mặt trời. Cơ cấu tổng sơ đồ điện sẽ được nghiên cứu để bảo đảm sự cân đối phù hợp giữa các nguồn điện mới, cân đối nhu cầu phụ tải các khu vực, hướng tới cân bằng phụ tải và cân bằng phát triển khu vực, tránh tốn kém khi phải truyền tải điện năng khu vực. Đồng thời, Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với vai trò đặc biệt quan trọng đã và đang tháo những nút thắt trong phát triển năng lượng, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và định hướng dành cho quy hoạch điện 8, giải quyết bài toán phát triển bền vững năng lượng cho Việt Nam.